phần cái chủ đề có bốn có năm phần như thế này. Trong là trong phần đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu qua về nhóm đệ số alpha, tiếp theo là đối đường gamma của nhóm đệ số alpha, rồi sau đó thì một trong cái vấn đề chính đó là sẽ lý thuyết của Higgs về nhóm lý đơn trên cái trường số p. Sau đó thì chúng ta áp dụng thì lý thuyết đó có thể vào nghiên cứu đối tượng gamma và đối tượng thẳng của nhóm lý đơn. Và trong phần cuối cùng thì tôi nói qua một cái tương tự của cái giả thuyết xe một cho cái nhóm lý đơn. Tôi sẽ nói rất là rất tiếng Anh vì là những cái phần này tôi có thể là đề phòng là một số bạn sinh viên chưa kịp xem qua hoặc là cũng có biết chút sơ, nhưng mà tôi nhắc lại một số những cơ bản. Thì nhóm G là một nhóm một lần đồ nhóm alpha, đại số xác định chuẩn K nếu như nó là một cái hàm từ được cái phạm trù K đại số giao hoán ở trong phạm trù của nó, sao cho là khi hàm từ đó biểu diễn được một cái đại số alpha nào đó. Thì một cái ví dụ cơ bản đó là cái lượng đồ nhóm cộng tính, rồi lượng đồ nhóm cộng nhóm gọi là nhóm nhân. Thì hai cái hàm tử đầu tiên là cái hàm tử sẽ cho ta cái nhóm cộng của cái đại số K đại số R, và tương ứng là R sao là cái nhóm nhân của cái K đại số. Tiếp theo thì chúng ta có nhóm lượng đồ nhóm tuyến tính tổng quát share, và cái nhóm con của nó là lượng đồ nhóm tuyến tính đặc biệt. Thì chúng ta gọi một cái lượng đồ nhóm affine là trơn nếu như là khi đại số affine mà khi mở rộng trên dòng trường nhóm đại số là không thể tự lý. Thì một trong cái định lý các bạn trong trường đại số không đó là định lý của Cartesian, nói rằng là từ đó nhóm affine đại số trên một trường đại số không thì luôn là trơn. Thế tuy nhiên thì mọi cái sự trơn tru đấy thì sẽ không còn trong trường số p. Thì tiện đây thì tôi nhắc lại một số cái định nghĩa gọi là phổ điển về nhóm đại số. Thì thông thường người ta hiểu một cách đơn giản thì đó là cái nhóm con của một nhóm share này, một nhóm đại tuyến tính tổng quát nào đó. Thì ở đây cái nhóm share là lấy giá trị trong một cái miền phổ dụng, là miền nhóm đại số mà với cái số chiều ở một cái bậc siêu việt trên trường cơ sở là đủ. Cạnh theo đó là G là nhóm quan đồng ở trong topological. Thì ví dụ cơ bản thì chúng ta lại có cái nhóm cộng của nhóm SLN hoặc là nhóm GLN, nhóm tiêu tính tổng quát, hoặc là nhóm nhân, hoặc là nhóm DN. Ví dụ thứ 5 và 6 thì có hai cái ví dụ cơ bản của nhóm gọi là xuyến. Thì nhóm DN là nhóm tất cả các mặt trận đường chéo ở trong GLN, và nhóm UN là cái nhóm tất cả các mặt trận tầm sắc trên với điểm chéo là đường định. Thì người ta nói là nhóm G là xác định trường trường K giống như là cái ý đen xác định của nó là chứa những cái cơ sở mà gồm tất cả phần tử của nhóm trường K, tức là với hệ số trường K. Đây là cái ví dụ
là những cái nhóm quân tử của chúng ta thì nó nhóm là nhóm tuyến tính đặc biệt, còn nhóm tất cả ma trận giáp trên còn là nhóm ma trận giáp trên với đường chéo đơn vị, hoặc là nhóm nhóm trực giao đối với một cái dạng phần phương S nào đó, hoặc là nhóm trực giao đặc biệt là nhóm con mà gồm tất cả những định thức một, và nhóm T thì tất cả những nhóm đấy là những nhóm cơ bản mà xác định trên thị trường cơ sở. Thì người ta định nghĩa cái nhóm giải được hoặc là lũy linh bằng cách là cách thông thường ta xác định cái gọi là cái dãy tâm hoán tử và đồng thời là cái dãy tâm dưới DN và CN. Và ta nói là nhóm G là một nhóm giải được những với N đủ lớn thì DN bằng là nhóm thông thường, và nhóm G là nhóm lũy linh giống như là CN bằng một với N đủ lớn. Thì những ví dụ đơn giản là như tức là nhóm SN thì nói chung là không bao giờ là giải được trừ phi là N một. Nhóm tác dụng tăng nhóm các mặt trận tam giác trên là giải được nhưng có thể không phải lũy linh, và nhóm mặt trận tam giác trên là với điểm chéo đơn vị sẽ là lũy linh. Thì một phần tử tổng nhóm mặt trận tổng phát thì được gọi là nửa đơn hoặc tương ứng là lũy đơn, nếu như là nó liên hợp với là một cái phần tử của nhóm tất cả đường chéo và tương ứng với nhóm UN là nhóm tất cả mặt trận trên với đường chéo là đơn vị. Thì một trong cái khái triển cơ bản trong cái nhóm số tuyến tính đó là cái khái triển Jordan, thì nó nói rằng là với mọi phần tử x nằm trong nhóm tuyến tính tổng quát thì có thể phân tích thành tích giao hoán của hai phần tử duy nhất là xs xu, và đó là các phần tử nửa đơn và phần tử lũy đơn. Một nhóm g được gọi là một xuyến, ở đây gọi là xuyến đại số, nên như là nó đảm tố với lại cái tích của những cái nhóm nhân được lũy từ n nào đó, và nhóm được gọi là nhóm lũy đơn nếu như là nó đảm tố của nhóm con đóng ở trong cái nhóm tất cả các mặt trận tam giác trên với đường chéo đơn vị UN N là nó. Trên đầu đại số tức là chỉ một cái đẳng cầu nào đó. Tiếp theo, bây giờ khi mà chúng ta xét những ứng dụng trong số học thì cái chuyện là nói rõ những cái trường xác định và tính chất của cái đẳng cấu mà chúng ta nói ban nãy của một xuyến thì là rất quan trọng. Cũng có thể một cái sử xuyến T là một cái xuyến xác định trên trường K, thì ta nói rằng K là cái xuyến phân giả trên K, nếu như là có một cái K đẳng cấu của T với lại tích của một nhóm nhân GM với bậc n nào đó. Thì ở đây có một cái ví dụ như này, tức là nếu chúng ta lấy k là cái trường các số thực và ta xét t là tổng tất cả các ma trận của nằm trong nhóm tuyến tính của các bậc hai đặc biệt với cái chất như ở trên. Thế thì có thể chứng minh rằng là đây là một cái xuyến một chiều nhưng không, nó không phải là phân giải ở trên này. Thì cái này nó tương ứng là một nhóm rất thấp bay cho mặt phẳng. Cách phổ biến hơn thì một cái nhóm đại số xác định trên K mà là giải được được gọi là phân giải ở trên K. Nếu như có một cái dãy hợp thành như này, sao cho là mỗi cái thương tương ứng hoặc là đẳng cấu với lại nhóm cộng hoặc là những đẳng kính đẳng cấu với nhóm nhân,
Thì ở đây có một cái ví dụ rằng là không phải mọi nhóm giải được là K phân giải trên trường K. Thế đây là ta lấy cái ví dụ trường K là trường các hàm hữu tỉ một biến ở trên trường hữu hạn FP. T là một biến nào đó. Và ta xét định nhóm U được cho bởi cái phương trình sau đây ở trong mặt phẳng. Thì có thể chứng minh rằng là U là cái nhóm lũy đơn trơn xác định trên K, tuy nhiên nó không phải là phân giải ở trên K. Nói khác là nó không phải là cấu với lại nhóm cộng để ta thấy ngay là cái số chiều của U bằng 1. Ở đây thì ta lên nhóm con của nhóm con chính là gì? Tức là phép cộng tổng trị của tốc độ. Có thể nói là cái đây là ví dụ đầu tiên mà Roselip đưa ra trong cái bài báo, có thể nói đầu tiên về nhóm lũy đơn là nhóm giải được trên một trường không nhóm hệ số. Và ông có thể nói là người khởi đầu đưa ra những cái lý thuyết về liên quan đến cái nhóm lũy đơn không tầm thường. Một trong cái thành phần cơ bản của một cái nhóm G thì đó là một cái gọi là căn giải được của nhóm G. Thì đó là theo định nghĩa đó là cái nhóm con giải được liên thông cực đại và chuẩn tắc trong cả. Tương tự ta có thể xác định định nghĩa cái căn lũy đơn của nhóm G, thì đó là cũng là cái nhóm con liên thông cực đại lũy đơn và chuẩn tắc trong cả. Và người ta nói là cái nhóm G là nhóm reductive, có phép dịch tiếng Việt như này. Nếu như cái căn lũy đơn nó là tầm thường và nhóm G thì gọi là nhóm nhân ở đơn, nếu như là cái căn giải được nó là tầm thường. Thì những ví dụ cơ bản thì chắc nhiều người sẽ biết, tức là nhóm Epsilon là nhóm nở đơn và thực ra nó gọi là nhóm hầu đơn, tức là cái tâm của nó là hữu hạn, thế là lớn bằng 2. Nhóm Symplectic bậc n là nhóm nở đơn. Nhóm tuyến tính tổng quát GN cũng là nhóm reductive của các N. Và đây ta có cái phân tích thành tích nửa trực tiếp, hầu trực tiếp của cái nhóm tuyến tính tổng quát thành tích của cái phần gọi là phần nửa đơn của nhóm tuyến tính tổng quát, và phần này là cái phần căn giải được. Thì như vậy ở đấy là có những cái thành phần cơ bản cấu thành nên một cái nhóm đại số tổng tính tổng quát, đó là những phần tử nửa đơn hoặc phần tử lũy đơn. Và các nhóm thì có những cái nhóm gọi là nhóm lũy tích hoặc nhóm nửa đơn hoặc xuyến hoặc là nhóm lũy đơn, thì một cái lớp có thể nói tương đối là hai cái thái cực khác nhau. Thì có rất nhiều cái chất số học và hình học của nhóm đại số, và các không gian thường nhất của chúng là có thể được nghiên cứu bằng cách là nghiên cứu qua đúng đủ cơ học của nó. Thì tôi nhắc lại sơ qua cái đối tượng ra thì kia anh Châu đã có nói bao giờ, nhưng tôi thì cũng nhắc lại theo giới thiệu thì nghĩa là định nghĩa mà dùng đối xịt nhiều hơn. Thế có thể là nếu K là một cái trường nào đó và K ngang là cái bao đóng đại số của nó, và Ks là cái bao tách được của K ở trong K ngang. Và ta kêu gamma là cái nhóm gamma tuyệt đối của trường K. Thế nếu G là một cái nhóm đại số tiêu tính xác định trên K thì ta ký hiệu GF là nhóm tất cả S điểm của nhóm G. Ở đây S là một trường con nào đó của K ngang. Thì tôi định nghĩa nó chỉ là giao của G với nhóm tuyến tính tổng quát và hệ số trong F.
thì nhóm gamma tác định tác động một cách tự nhiên ở trên nhóm tất cả phần tử lấy giá trị trong KNS thông qua tác động gamma của gamma ở trên trường. Thì ở đây là G là một cái ma trận gồm có các hệ số G, I, G nằm trong trường KNS. Thì beta tác động gamma thông thường. Thế bây giờ giả sử G là một cái nhóm hai nhóm giao hoán thì ta định nghĩa thông qua tập cất ánh xạ liên tục từ lưỡi thừa gamma n vào trong nhóm GKS là CN và với mỗi khi CN cộng 1 thì ta có xác định các gọi là vi phân trong công thức thông thường và tôi chứng minh rằng là nếu hai vi phân này nối với nhau thì sẽ cho ta cái ánh sáng tầm thường và như vậy là CN và VDN là nó là một cái phức thì ta định nghĩa ZN là hạt nhân của DN là đó chính là nhóm tất cả các N đối xích và nhóm VN là hạt nhân của DN trừ 1 ảnh của DN trừ 1 và nhóm tất cả các đối bờ N đối bờ và đối đường gamma bậc n với giá trị trong GKS sau đó không thể đó chính là cái thương của ZN trên VN. Đặc biệt thì trong trường hợp là số chiều nhỏ n0, n1 thì ta có thể biết chi tiết cái nhóm H0 và H1 như thế này. Cái H0 thì không gì khác chính là cái K điểm của nhóm G. Còn H1 thì là thương của Z1 trên V1. Thì ở đây Z1 là nhóm tất cả một đối xích. Thì có thể biết chi tiết có thể ra là dạng như là như anh Châu cũng đề cập đến trong bài giảng lần trước. Thì cái này nó gọi là những đồng cấu chéo. Nó khá gần cái đồng cấu nhưng mà nó hơi lệch một chút. Là AST thì cũng bảo S như AT mà nó tác động S của cái phần tử AT. Và thương của Z1 trên V1 thì sẽ cho ta cái nhóm H1. Và không thường thì chúng ta có những cái lưới tuyệt đối đều là cái dãy khớp dài của đường đường con loa mà liên kết với một cái dãy khớp ngắn của nắm đại số. Thì trong trường hợp đặc biệt là cái nhóm G đại số chúng ta là không phải dòng giao hoán nhưng nhóm G là thì tuy nhiên ta vẫn có thể nghĩ đến H0 và H1. Thì H0 như cũng như định nghĩa như ban nãy là nhóm tất cả các K điểm tối kỵ. Thế mà nếu có hai cái đối xích A và B thì ta nói rằng A là tương đương với B. Nếu như là có phần tử C nằm trong GKS thì sao cho được với mà S nằm trong nhóm gamma. Thế thì AS và BS sẽ được liên hệ bởi một cái đặc thức như thế này. Thì người ta còn nói là hai cái đối xích này gọi là đối đồng đường với nhau. Tôi có nghĩa là những cái việc của này không êm nói bằng đồng điều, nó đồng điều nghe phải thuận tay hơn là đối đồng đường với nhau. Và ta định nghĩa cái nhóm gọi là chính xác là tập gamma đối đồng gamma bậc một của G là cái tập thương của Z1 thương theo cho cái quan hệ tương đương người ta có ở đây. Thì đây là một cái tập gọi là được đánh dấu, nó được đánh dấu bởi một phần tử đặc biệt đó là cái lớp tương đương của cái phần tử đơn vị. Thì một trong cái định lý quan trọng và có lẽ là dầu hầu như là luôn luôn xuất hiện ở rất nhiều cái nghiên cứu đó là cái định lý hình gạch 90. Thì ý nghĩa là Sigmund nói rằng là nếu như G là một nhóm đại số sẽ định chuyển đến K mà nó là hoặc là nhóm cộng hoặc là nhóm nhân thế thì đối đường con lòng của nó là tầm thường. Về mặt lịch sử thì cái định lý của Hilbert Sigmund thì ông không nói như thế này của nó trừ một nhóm đại số. Nhưng mà nói rằng là khi một cái nhóm đối đường Galois ở trên một bờ rộng Galois hữu hạn cyclic thì
thì đã có cái bệnh nhân buồn, nhưng sau đó người ta chuyển sang người ta nói là tương đương phải suy ra rồi, điều đó là cái khẳng định như thế này. Một cái phần thứ hai của cái liên quan đến cái kết quả định lý người sinh người đó là cái khẳng định nói rằng là đối với bậc hai của cái nhóm cộng là tầm thường. Tuy nhiên nhóm đường đường bậc hai của nhóm nhân thì nói chung không phải tầm thường, và người ta chỉ nhận nó là chính là đẳng cấu với lại nhóm pro của trường ca. Thì theo định nghĩa nhóm pro của trường ca đó là gồm tất cả những lớp tương đương, lớp tương đương của các đa trận mạnh số, đại số các ma trận, số lượng thấp, đại số đơn tâm, số chiều vô hạn của trường ca. Thêm một ví dụ là nhóm Brouwer của trường, nhóm Brouwer của mọi khi mở rộng đại số k lớn trên k nhỏ là tầm thường. Ở đây có một số cái ví dụ tương đương, một cái định nghĩa phân số, định nghĩa tương đương khác, nhưng mà tôi không nêu đây cho nó đơn giản để chúng ta vừa nhắc đến nhóm Brouwer, chúng ta sử dụng được nhóm Brouwer. Một trong những ví dụ cơ bản đó là các trường hữu hạn và các trường đóng đại số, chúng ta vẫn thấy là nhóm Brouwer của trường có số thức là tầm thường. Thêm một cái khái niệm liên kết liên quan quan trọng đó là gọi là trường có dạng C1. Thì người ta nói rằng là K một trường C1 nếu như mọi cái dạng thuần nhất S1 Xn với bậc của D nhỏ N thì có nghiệm không tầm thường trong thai N. Người ta nói rằng con ở đây luôn có nghiệm tầm thường không, nhưng ở đây là yêu cầu là có nghiệm không tầm thường, tức là có ít nhất một cái hệ cái tọa độ của đích là không tầm thường. Thì một ví dụ, những ví dụ cơ bản trong trường hợp này đó là K là trường vô hạn, hoặc là K là trường các phân thức đại số biến T một biến nào đó trên một trường đóng đại số. Thì đây là một cái định lý của kỷ niệm của sen. Tôi biết sen dịch cái tiếng Việt là gì, trần hay là trương hay là trang hay gì. Số chiều mà gọi là số chiều. Đây định nghĩa, đây là số chiều. Nếu như số chiều không vượt, nhưng mà nếu như định nghĩa mà. Người ta không có cái khái niệm số chiều n là cách tổng quát theo nghĩa như là cái đối tượng hình học. Tuy nhiên người ta có khái niệm mà số chiều đối đồng điểm thì có. Đây quay lại trong đó chúng ta sẽ phải đấy. Còn một ý kiến khác của Lang, ông nói rằng là nếu K không là một trường đóng đại số thì trường các chuỗi Lorentz biến T là một trường có dạng C1. Thì một cái kết quả liên quan giữa trường C1 và trường số C1 là như này, tức là nếu như K là C1 thế thì mọi mở rộng đại số của nó cũng là C1. Và nếu K là C1 thì nhóm Brouwer trở lên một không tầm thường. Như vậy là ta thấy là nếu có K là C1 thì số chiều của K nó không vượt quá một. Thì ở đây là nhân viên là có một cái câu hỏi mở của Hakim rất đâu rằng hỏi là cái trường mở rộng Aben cực đại của trường số hữu tỉ thì có phải trường C1 không? Thì người ta vừa chứng minh rằng là cái trường này luôn là trường có số chiều nhưng vượt quá một. Nó có cái chuyện là C1 thì chưa biết. Và người ta có những ví dụ nói rằng là có trường mà số chiều 1 nhưng không phải C1. Nó còn có tổng quát hơn, có là có khái niệm cái trường CR mà tôi được bao nhiêu trường hợp khác nhau ở đây. Thì nếu chúng ta có một cái dãy khớp cắn của các nhóm tuyến tính đại số tuyến tính xét đến trên K thì Nghiên Châu cũng nói lần trước là chúng ta có một cái dãy khớp giải kết nối K điểm hữu tỉ của ABC rồi những cái đối đồng đều của ABC. Thì ở đây là người ta xét một cách phổ quát, cho nên là
Nói chung ABC có thể không phải là giao phán. Ở trong trường đặc biệt, nếu như là A là nhóm là tâm, là tố nóng, con nóng ở trong tâm của B, thì ta phải xét một cái đồng cung nối từ cái đúng đường 1, 1 của C và cái đúng đường 1, 2 của A. Nói chung là cái đúng đường 1, 2 người ta định nghĩa cho được cho nhóm giao hoán, con sư dập không có hán, thì đó là một cái vấn đề mà cũng cuốn nhiều dưới mực và cũng có chủ đề mà tương đối là một bất tâm. Thì chúng ta phải nhắc lại một chút là cái khái niệm về là không gian tính chất chính dưới tác động của nhóm đại số G. Thì đây tôi đề nghị là cái tác động trái, thực ra nếu mà viết tác động phải thì nhiều khi trong nhiều khi cách viết nó cũng thuận tiện hơn. Thì cũng như anh Châu là đã đưa ra định nghĩa từ trước là chúng ta có một cái tác động của G trên các đa tạp này, và sao cho là cái tác động nó là chuyển dẫn đơn. Thì có thể chứng minh một cách khổng tác rằng là cái nhóm đối với gamma H1 là phân loại cái lớp đẳng cố của tất cả các không gian tính chất chính dưới tác động của G xác định trên cạnh. Thì đây là tất cả những cái không gian tính chất chính dưới modulo cái đẳng cố trên cạnh. Viết như Wright, Thompson, và nên phương trình của sai. Vâng, đúng rồi. Thật ra là thì người ta có thể định nghĩa gọi là cái con đường điều gọi là đúng điều phẳng, thì cũng tương tự nha, nhưng mà phức tạp một chút là chúng ta thì cũng không đề cập đến đây. Và rồi chúng ta sẽ xét là chỉ ta chỉ dùng là tôi đang nói bằng nó là một cái lý thuyết đúng điều tương tự như đúng điều rồi, và những khi cái dãy cấp dài như trong đối tượng hoa cũng có được, như là ở trong khi đối điều phẳng. Thì một trong những lý của Grotius nói rằng là nếu như là nhóm G của chúng ta là nhóm trơn, thì cái đó nhóm đối điều Galois và đối điều phẳng là đẳng cấu nhau. Và như là có một con xe máy nếu như là G nó không phải giao phẳng. Thì ở đây chúng ta cần một cái khái niệm tiếp theo, đó là cái gọi là cái phép xoắn bởi một cái đối xích. Đây là một chỗ này. Một đối xích. Thì sự giữ A là một cái một đối xích với giá trị trong nhóm G. Thì ta có thể tác định định nghĩa một cái tác động mới của gamma được gọi là cái tác động xoắn thông qua cái đối xích A này ở trên cái sự ở đây là G. Một cách xong tức là cái tốc độ mới mà ta ghi ở S phẩy, trong đó S là một phần tử của gamma được trên thì được cho bởi cái công thức như này. Thế đó là phần tử liên hợp của cái tốc độ S của gamma lên trên phần tử G mà liên hợp bởi cái IS là một phần tử nằm trong cái đối xích. Thế phải chứng minh được rằng là nếu như là K là một cố xạ của hai cái nhóm đại số G và H thì nó sẽ cảm sinh ra một cái ánh sáng từ cái tập đối xích Z1 của G và tập đối xích Z1 của H. Và nếu như ta đã ký hiệu ở cái B là cái ảnh của đối xích A này, thì đây cũng là một đối xích nằm trong với giá trị trong H. Và khi đó ta có cái biểu đồ giao phán như sau. Thì đây là cái F là cái ánh sáng cảm sinh từ cái F này của tôi ký hiệu là F. A đây là cái đối xích A to. À vâng, tôi nhầm, tôi thấy là G. Thì ở đây có cái đặc biệt đó là có hai cái song bánh to A và to B xác định một cái chính tắc. Thì đây là đối điều gamma của cái nhóm xoắn bởi
à, tức là gì, tức là về mặt tập thì tập hợp thì cái AG này vẫn là cái tập G này thôi, nhưng mà với định nghĩa là cái tác động mới này thì ta phải định nghĩa nó đúng được bao la nó thông thường và tương tự đây vậy. Thế thì khi đây là cái hai cái song hành và làm cho cái biểu đồ này thì nó rõ hơn. Thì đây có đặc biệt là khi hai cái song hành này nó biến phân tử đặc biệt, tức là phân tử lớp tương đương của cái phân tử đơn vị ở đây lên lớp tương đương của cái đối xích A đấy, và tương tự là bọt trở về đến B. Thế bây giờ chúng ta chuyển sang cái lý thuyết của Tits về nhóm Rigdon ở trên bục trường trong số P. Thì lý thuyết của Tits là ông ấy phát triển dựa trên cái lý thuyết của đã có của Rosenzweig có từ năm 57 trở đi. Thì người ta biết rằng nếu như là đặc số của trường là không thì mọi nhóm Rigdon đơn thì nó là liên liên thông và là K phân giải. Mạnh hơn tí nữa thì nếu như là có thể cho phép là K là đặc số P nhưng mà nó hoàn thiện, thế thì mọi cái nhóm đại số lũy đơn trơn và liên thông thì cũng là K phân giải. Và như luật hệ quả từ định lý B90 thì sẽ cho ta rằng là cái đối đồng đều Galois bậc 1 của nó là thật. Thì cái này cái kết quả này thực ra là thì cũng được nhắc nhắc trên công trình của Lazar và đồng thời Rosenzweig thì cho là trong cái đồng thời có cái kết quả này. Và nếu như là K là trường hoàn thiện và G là nhóm đại số liên thông thì tính liên thông, thế thì cái căn cứ đơn của nó là xác định trên K. Thì một trong kết quả rất là tiện dụng ở đây cho phép ta nói rằng là gì, tức là nếu như U là một cái nhóm con lũy đơn K phân giải mà chuẩn tắc của một nhóm đại số G trơn, thế thì cái ánh sáng chính tắc này là một song hành. Nói riêng ra thì áp dụng trong trường hợp là nếu K là trường hoàn thiện và U là cái căn cứ đơn của nhóm G, tôi rằng nó xác định trên K, thế thì ở đây G thương cho RU, G thì sẽ là nhóm reductive và đây là nhóm G là cái nhóm tuyến tính của bạn, đại số tuyến tính của bạn. Như vậy là ta thấy rằng là khi việc nghiên cứu của đối đường con bậc 1 được chuyển lên nhóm nghiên cứu đối đường con của cái nhóm reductive trong trường này. Ở đây tức là bên đây chúng ta định nghĩa cái split có nghĩa là một nhóm giải được split nếu như là nó có một cái phần có một cái dãy thực hành và sao cho là mỗi cái thương tương ứng là split. Tôi bỏ qua tôi. À đây, đây. Thì nói riêng là trong trường hợp là nhóm U là lũy đơn thì chúng ta sẽ có tất cả các phần là GA. Và nếu là xuyến, nếu đây là xuyến thì cái C là xuyến giải được, xuyến phân giải trên K giống như là chúng ta có một cái dãy như là sao cho nó đảm tổ. Ở đây có thể thấy thế này, tức là
đấy, tôi nhắc lại cái nhóm Rosalind này. Ông nói ví dụ vấn đề chúng ta chỉ nói rằng là cái nhóm này thường là một nhóm khác, không có thể là tương đương đưa về cái chuyện này. Thì K là một cái trường nào đó mà đặt số P lớn không và K không nữa. Như vậy còn K là cái trường các hàm vũ tỉ biến T trên K không. Thế thì ta xét một cái đa thức P hai biến được cho vậy như này, thì thực ra nó xác định một cái cố xạ của G2 bình phương vào G2. Từ đơn giản nó là một, xác định một cái đa thức cộng tính. Thì cộng theo tọa độ thì đây là đặt số P, cho nên là chúng ta có cái một cái cố xạ từ G2 bình phương vào G2. Thế nếu ta đặt G là hạt nhân của P thì có thể chứng minh rằng là nhóm tất cả phân tử xác định trên cao của G cũng có P phân tử và nó riêng ra là hữu hạn, và có nghĩa là cái nhóm GK này nó không phải là trùng vật Zariski ở trong nhóm G. Ở đây là số trùng 1 và liên thông. Thì cái này hoàn toàn là tương phản với lại cái trường hợp của một cái định lý của Kubrick nói rằng là nếu như là nhóm G của chúng ta là liên thông và reductive và trên một cái trường K vô hạn, thế thì nhóm tất cả các K điểm của những nhóm reductive luôn luôn là trùng vật Zariski. Thế muộn hơn thì Westerlin năm 81 trong bài báo của mình thì đưa ra ví dụ rất là thú vị như này. K vẫn là cái trường các hàm hữu tỉ mà biến T với hệ số trong trường hữu hữu hạn FQ. P là cái đa thức cộng tính, là P đa thức được cho bởi như thế này. Thì nó cũng là một cái cỗ xạ từ G2 bình phương vào G2. Và G là hạt nhân của P. Thì nếu ta đặt T nhỏ là T lớn hoặc là T cộng nghịch đảo của T, thì với P lớn 2 thì ông chứng minh rằng là nhóm tất cả các điểm hữu tỉ của G chỉ đồng bằng 2 điểm là không không, còn 1 điểm là tọa độ không không. Cái này tính toán cụ thể tính đa thức và dùng đạo hàm, dùng tính chất là trong số P cái đạo hàm cái lý thơ thì còn không thế thôi. Cái này cho là chỉ là chúng ta dùng cái đa thức, thông tin đa thức. Về đối đường Van Lau của nhóm hữu đơn kiểu như thế này, thế thì xe trong cái bài giảng của mình và sau đó là Rado thì nhận xét rằng là với những nhóm với trường K ở trên và cái nhóm G ở trên thì cái đúng điều Van Lau không phải là tầm thường. Và đặc biệt khi trường K không là một trường hữu hạn với P lớn 2 thì Westerlin thì chứng minh rằng là cái nhóm đủ được qua là bậc 1 là vô hạn. Thì nói chung thì những cái nhóm mà không phải là nhóm reductive ở trên những trường không hoàn thiện nhóm CP thì nói chung là người ta thấy rất là có nhiều sự cái rất khó nghiên cứu và quản những cái hành vi kỳ lạ so với nhóm reductive. Và nói chung là cũng khó để mà tính từ đó nhóm đồng đều ga loa của nhóm lưu đơn mà không phải là phân giã trên trường không hoàn thiện. Thế thì chúng ta sẽ tập trung là khi nghiên cứu những cái trường mà tương đối là gần gũi chúng ta, đó là những cái trường hàm địa phương, tức là định nghĩa đó là những cái mở rộng hữu hạn của cái trường cơ chuỗi Laurent biến T và hệ số ở trong cái trường không hoàn thiện FP. Còn những cái trường
trường hàm toàn cục, tức là những mở rộng hữu hạn của trường hàm hữu tỉ tuyến T với hệ số trong FP, và những mở rộng đại số hữu hạn của chúng, và những một số cái hoặc là những cái bao đầy đủ, hoặc là một số những cái lớp trường liên quan. Thì ở đây là cái bài giảng này. Vâng. Ờ, đây anh xét cái anh bảo là nó là non-split. Thế thì cái đấy nếu mà mình cần một cái mở rộng thực ra là split của cái chẳng hạn như trong cái trường hàm ấy thì cái đấy nó khó, nó quan trọng lắm cái điều kiện non-split. Bởi vì nếu mà split thì đúng rồi, nó thông thường luôn rồi, cho nên là mình chỉ xét nhóm của nhóm lưu đơn, không phải phân giã, không phải split. Nhưng mà thì đấy tức là em muốn hỏi, tức là như vậy thì mình cần mở rộng cái trường nền một chút thì nó sẽ là split đúng không? Đúng rồi. À. Thế thì đấy tức là như vậy, đấy tức là bản chất của cái gì đấy nó tương đối hữu hạn thôi. Thì khi mở rộng thế thì cái trường local field này chẳng hạn thì nó vẫn là một có một cái dạng kiểu như FPT như thế. Vâng, đúng rồi. Đúng không? Vâng. Vâng. Thế thì như vậy là đấy, và đoán nó là tương đối hướng ra một cái gì đấy hữu hạn đúng không? Hay là đúng rồi, hữu hạn. Hữu hạn, nhưng mà trong trường này thì chúng ta cần phải mở rộng, gọi là mở rộng radical, tức là mở rộng thuần túy không tách được. Vâng, về căn của T. Vâng. Thì lúc đó thì có thể là căn đúng bằng cái bậc P ở đấy. Vâng, vâng, đúng thế. Phần lớn là cứ cái ghép những cái căn bậc P vào. À vâng, vâng, ok. Thì anh Châu có cái yêu cầu là ở trong bài giảng này thì đưa ra những cái ví dụ của nhóm lưu đơn và sao cho là cái đố đường gamma của nó là không phải tầm thường, nó có thể hữu hạn mà có thể là mạnh hơn nữa là vô hạn ở trên cái trường FP bo nóng T thế này, tức là trường cái chuỗi Lorentz biến T với hệ hệ tử ở trong cái bo nóng hệ số FP. Thì thực ra là cái này là cũng đề cập đến trong bài báo của Rosenlick năm 1951, thì ông đã tính được nhóm luôn nhóm tự đánh dấu của cái trường hàm của tất cả nhóm như thế. Phức tạp. Thì nói chung là tất cả cái mình xét là K là trường không hoàn thiện, cho nên là tất nhiên là về đại thể thì nó không phụ thuộc nhiều quá về cái bậc siêu việt của cái trường hoàn thiện đấy ở trên trường cơ sở FP, nó chỉ liên quan đến cái số đặc số, tức là P lớn 2 và khoảng bằng 2 về khoảng bằng 3 vân vân, cả hai có những cái trường hợp đặc biệt, tương đối đặc biệt. Thắng, chúng ta cần phải nhớ tôi nhớ trong cái bài báo của Rosalick năm 1951 là có cái xét nghiệm, và sau đó thì có một số người tên là khác xét ví dụ như là trong cái công trình của ba người Nhật là Kambayashi, Miyanishi và Takuchi để nhóm lưu đơn, thì họ cũng xét tương đối là cũng đề cập những cái gọi là cái nhóm tự đẳng cấu của trong trường đấy. Thì cái này liên quan lại tình cờ rất là liên quan đến những cái nghiên cứu mà anh Tân với tôi cùng làm từ trước đến nay. Thì ngoài sự phần lớn là liên quan học một cái trường rất là phổ quát hoặc là trường gọi là trường hàm địa phương và trường hàm toàn cục,
Thế chứ ở đây trong trường là chúng ta phải cần nó mở rộng một cái mở rộng cái số của trường hàm địa phương. Thì chúng ta sẽ xét là tổng ví dụ nhóm thì đối đường ga loa là hữu hạn hoặc là vô hạn. Thì ở đây tiếp theo là trong một số slide tiếp theo là tôi sẽ nhắc lại cái lý thuyết chung tổng quát mà TIS đã phát triển. Thì giả sử G là cái nhóm lũy đơn trơn ở trên một cái trường là số T. Thế thì lúc đó ta có một cái dãy giảm gồm những cái nhóm đặc trưng xác định trên K, sao cho là mỗi cái thương liên tiếp là giao hoán có số mũ P. Còn thế là lũy thừa P là thừa 1 đơn vị. Và sao cho là tất cả nhóm này là liên thông đến là G là nhóm liên thông. Và đây là cái câu hỏi mà bạn ấy liên quan đến câu hỏi của anh Hải. Thì có thể cái nhóm lũy đơn chúng ta là sẽ luôn luôn là phân giã ở trên một cái mở rộng radical, tức là mở rộng thuần túy không tách được K phẩy ở trên K. Và tiết chứng minh rằng nếu như G là một nhóm giao hoán và với số mũ P thì nó là K phân giã khi chỉ khi là nó đẳng tố hay là khi lũy thừa của nhóm không tính R. Số mũ có nghĩa là nếu mà trong viết ký hiệu phép nhân ở trong nhóm thì lũy thừa của P lên bằng 1, còn những ký hiệu cộng tính là nhân cộng P lần thì sẽ là phần tâm từ 0. Xe con ví dụ rất cụ thể không, tức là liên quan cái hệ số của cái phương trình xác định giờ này. Vâng. Tiếp theo, TIS xác định định nghĩa, đưa ra định nghĩa một khi gọi là nhóm lũy đơn bị uốn. Tiếng Pháp là total gradé, tức là uốn cong lẻ. Thì thuật ngữ này do Wessler đưa ra trong bài báo của mình. Nhưng đầu tiên thì do TIS đưa ra thì bằng tiếng Anh thì là cây uốn. Về mặt đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đúng tương ứng, nó tương ứng cái chuyện nó không phải bị xoắn đi mà nó bị bẻ cong. Chúng ta sẽ thấy tại sao cái thuật ngữ là ông lại dùng như vậy phía sau. Theo định nghĩa nó vừa có tính chất như vậy, nếu như là mọi cái K cố sẵn từ cái đường thẳng nó phim vào G là hàm như vậy, nó không thể khác hàm được, rất là đặc biệt. Người ta chứng minh rằng là cái này chuyện này cũng tương đương với chuyện là mọi cái cấu sẵn nhóm của cái nhóm GA vào G cũng là tổng thường. Thì cái này cho ta liên quan đến cái tổng thường cái định nghĩa của cái nhóm gọi là không đẳng hướng đối với là xuyến anisotropic, thì là cái xuyến anisotropic nếu như là cũng không có cái cấu sẵn nào không tổng thường xác định trên K từ cái nhóm nhân. Thế thì TIS chứng minh rằng có những cái điều tương đương như sau. Thứ nhất là luôn tồn tại một cái nhóm xác định trên nhóm con xác định trên K của G do là nằm trong tâm liên thông và cực đại với tính chất là có số mũ của P. Thì ông viết tắt là như này, tức là central connected khi với khi là cái nhân, gọi là cái nhân của G, chúng ta gọi là bắt tắt là nhân của G và ký hiệu như thế này.
Thì khi đó những cái điều sau đây là tương đương. Thì G là nhóm cao uấn. Thì nhân của G cũng là cao uấn. Và cái nhóm G thì không chứa một nhóm quan nào là cố là G xác định sinh cách. Nói khác là mọi cái nhóm mà gọi là thẳng ở trong này là không có, bị uốn hết, uốn hết đúng không? Nó không thẳng. Và thì cho nên bị cong hết. Và nếu như vậy thì chứng minh rằng là cái thương này cũng là bị uốn. Thương trong cái nhân của nhóm G cũng được. Thực ra sau này thì Conrad mở rộng ra cho nhóm giải được. Ví dụ như là nhóm nó có bắt thì vâng. Đấy thì đấy tức là như là tôi nói ban đấy tức là nó liên quan đến cái trục trục là xuyến, tức là anisotropic torus. Thì cũng là không có một cái cấu xạ của tổng thường của nhóm và nhóm từ nhóm nhân và nhóm và xuống nhóm lý compact thì nếu như mình xét thì tức là như này tức là không có cái kết quả của SLA tức là để nói trong trường hợp số P. Thế thì cái nhóm lý đơn cong xác định trên trường trường hàm địa phương. Thế thì nó là cong tương đương câu chuyện là nhóm tất cả các k điểm của nó là không thắc. Thì đúng là tương ứng với cái trong trường tôi nghĩ là cái ví dụ và tiếp theo tức là nếu như G là nhóm cao uấn thế thì luôn tồn tại một cái dãy dạng cùng các nhóm cao uấn, nhóm con cao uấn đặc trưng và sao cho là mỗi cái thương tương ứng thương liên tiếp là cái nhóm cao uấn số UP và là giao hạn. Thì với một cái nhóm lý đơn G nào đó thì luôn luôn tồn tại một cái nhóm ví dụ là GS đó là nhóm xác định trên K cực đại với tính chất là liên thông và là K phân giải. Thì cái này được gọi là cái phần gọi là phần tách được phần phân giải của nhóm G. Thì cái nhóm GS này luôn luôn là chuẩn tắc trong G và cái nhóm thương để cho ta là cái nhóm cao uốn. Nhưng mà trong này không còn một cái phần nào là phần phân giải được này. Và cái này liên quan đến cái gọi mở rộng trường liên quan đến cái đặc biệt là trong trường là số P. Thì nếu như G là cái nhóm lý đơn trơn và K phẩy trên K là một cái mở rộng tách được không nhất thiết hữu hạn hoặc là đại số. Thế thì nhóm G này là K uốn khi chỉ khi là G cũng là K phẩy uốn. G uốn ở trên K phẩy. Và cái chuyện mở rộng của cái nhóm, cái phần gọi là phần phân giã của nhóm G thì cũng được bảo tàng khi hôm qua khi mở rộng tách được. Và tiếp theo, cái nhóm G là sẽ đặt tố ở nhóm con đóng cái nhóm lý đơn phân giải nào đó và cái nhóm H này thì có thể được lấy là cái nhóm giao hán nếu như là G là nhóm giao hán.
Hơn nữa, nếu như G là nhóm lũy đơn mà số mũ P thì người ta có thể lấy H là các nhóm là cái lũy thừa của nhóm cộng. Và trong đó R là số chiều của G cộng thêm 1, có nghĩa là G là có số đối đối chiều 1 ở trong H. Nếu như là cái trường K là trường vô hạn. Và ngược lại, nếu như G là con nhóm con chơi số chiều đối chiều 1 sẽ đi trên K của cái tích của cái nhóm cộng, một lũy thừa của nhóm cộng. Thế thì người ta chứng minh rằng là tích chứng minh là có thể xác định G bằng một cái đa thức P đa thức hay là đa thức cộng tính và tách được. Đã khác là xác định được là nhân thần nhân của một cái cấu sản này. Cái hai cái khái niệm mà đa thức cộng tính là P đa thức trong trường này nó là tương đương. Thế thì một cái P đa thức ở R, trong R biến T1 từ đến R thì luôn có thể viết dưới dạng là tổng những cái đa thức mà từng biến một T1, mà trong đó mỗi cái đa thức Fi này là P đa thức trong biến Ti. Và sử sử những cái đa thức Fi này là có cái đơn thức mà bậc cao nhất, đó là Ci nhân Ti mũ P mũ Mi. Để chú ý rằng là tất cả cái đa thức này đều có tổng cái lũy thừa bậc P của Ti. Thì khi gọi là cái phần chính của cái đa thức P thì đó là tổng tất cả những cái đa thức mà bậc cao nhất, đó gọi là phần chính của cái đa thức P. Điều tiếp theo tiếp chứng minh rằng là như này, tức là nếu như G là cái nhóm lũy đơn được cho bởi hạt nhân của một cái P đa thức tách, và sao cho là cái phần chính của nó là không triệt tiêu ở trên cái không gian K mũ R. Thế thì G là cao được. Và ngược lại, nếu như K là một trường vô hạn thì ta có điều sau đây. Thế thì nếu như G là một nhóm lũy đơn trơn và giao hoán và uốn và có số mũ P thì G có thể xác định như là hạt nhân của một cái P đa thức tách P nào đó trong R biến, mà sao cho là cái phần chính của cái đa thức đó là không triệt tiêu ở trên cao mũ R. Thế là ví dụ giờ T là một cái phân tử không phải lũy thừa P, ở đấy trong trường K là không phải là trường hoàn thiện, và ta xét cái đa thức như này hai biến xi, thì ở đây là cái phần chính của nó là gồm có cái đa thức như này in PR bậc cao nhất của y và trừ cái phần bậc cao nhất của x. Thì ở đây là do K không phải là trục hoàn thiện và T không nằm trong lý tưởng P K một P, cho nên là cái đa thức này là không triệt tiêu ở trên K lý tưởng mà trừ đi phần điểm không. Và do đó thì theo cái định lý tưởng của Higgs thì cái hạt nhân này đó là cái K nhóm lũy đơn chiều 1 và là uốn. Thì có cái lý thuyết tổng quát của Russell nói rằng là nếu như G là một nhóm lũy đơn trơn xác định trên K ở số chiều 1, thế thì G luôn được có thể cho được như hạt nhân của cái đa thức P đa thức P hai biến mà có dạng rất là đặc biệt như này. Thì ở đây hai biến x và y thì cái bậc nhỏ nhất của x thì người ta có thể chọn là sao cho bằng 1. Còn cái hệ số còn lại của x, lý thừa của x thì không phải tất cả cái ID này nằm trong KP. Và cái nhóm G chúng ta đảm cấu với là nhóm GA khi chỉ khi là R bằng 1. Xin lỗi là R bằng 0.
Và nếu R mà 1 trở đi thì là nhóm này là nhóm cao luôn. Và cái nhóm G này là cấu với lại cái nhóm thân giác và nó là K dạng, K form của nhóm GA, nhóm cộng tính. Và nó là cấu ở trên là K sau khi mở rộng bậc P là R lần của K. Thế để nghiên cứu đối với gala của nhóm lũy đơn thì cũng cần một số cái nhận xét tổng quát, khá tổng quát. Thì một trong những lý do đầu tiên thì chúng tôi chứng minh rằng là nếu G là một nhóm lũy đơn trơn, nó xác định trên trường K, và S là một cái tập hữu hạn bất kỳ những cái giá dày dặn của trường K. Thế thì cái ánh sáng đi phong hóa từ đối lập được Gaulle bậc một của G ở trên K vào tích những cái đối lập Gaulle bậc một của G ở trên KV, KV là tuyến bao đầy đủ của K tại đây, là luôn luôn là phản ánh. Như vậy có một hiệu quả là gì? Thì nếu như là một trong cái đối lập Gaulle này là vô hạn thì ta sẽ có ngay cái nhóm này. Thì ở đây tôi nêu qua một cái sơ đồ chứng minh. Thì cái định lý này tổng tưởng nếu như là nó là ở trong trường hợp số P, là số 0 thì tất cả trong cái nhóm lý đơn là số 0 là đều là phân giã và đúng là tổng tưởng. Ở trên thì ta có một cái bộ đề như thế này, một cách tổng quát, nếu như là G là cái nhóm đại số affine trơn mà xác định trên K, còn K lớn là cái nhóm giao hoán chuẩn tắc trong G xác định trên K, sao cho là với mọi cái đối xích B với giá trị trong G mà có ảnh là C ở trong với giá trị ở trong nhóm thương G trên K. Thế thì khi đối được đường 2 của cái nhóm xoắn xoắn K bởi P bởi đối xích P này là tầm thường, và sao cho là cái khẳng định của cái định lý ở trên mà đúng cho cái nhóm BK này và nhóm cái nhóm xoắn của G trên K này. Thế khi đó thì cái khẳng định của định lý cũng đúng cho nhóm G. Thì cái này nói chung là mang tính rất kỹ thuật để mà xoắn này để thực ra để đưa về cái từ trường hợp là khẳng định của định lý đúng với lại K và G trên K thì ta đưa về cái khẳng định của định lý. Bộ đề tiếp theo là chúng ta chứng minh cho trường đơn giản nhất, đơn giản nhất có thể là nếu G là một nhóm lũy đơn trơn giao hoán cao uẩn với số mũ P thì theo cái định lý nói trên của tít thì ta có thể giải thích rằng G được cho bởi hạt nhân của một cái P lớn thức tách P nào đó trong R điểm. Thì dùng cái định lý Hilbert-Simmel thì ta có thể chứng minh rằng là cái đối đồng đường 1 của G thì không gì khác thì chính là đảo cấu với lại cái nhóm thương này là K thương cho cái ảnh của P. Thì nhớ rằng là P là cái cố sạc thì ảnh của P và khi hạn chế lên trên là K với R thì ảnh này cũng là cái nhóm con của nhóm K. Và tương tự chúng ta có cái mô tả của cái đối đường 1 của G trên KV nhé. Thì theo giả thiết P là cái cố sạc tách, và cho nên là ảnh của P là nhóm con mờ ở trong KV trong cái V đấy, topo V đấy. Thì cái này là dùng cái định lý hàm ẩn ở trong cái giả thiết P đấy, V đấy.
Như vậy là cái tích này là cũng là một cái nhóm phân mở ở trong tích tất cả ra đi. Và theo cái định lý sấp chỉ yếu của Artin ở Waffles thì ta biết rằng là K là trùng mật ở trong cái tích thứ hai. Như vậy là K là trùng mật ở đây và đây là một cái nhóm phân mở. Thì đây là xem là một cái lớp cận vở của K và do đó thì là toàn bộ tổng thức này. Như vậy là định lý là đúng ở trong trường hợp đơn giản nhất, đó là nhóm G là nhóm lũy đơn giao hoán trơn bốc uốn hoặc có số mũ bên. Cái này là cái định lý về sấp xỉ trong trường. T là tập mở. Tập mỗi cái này là mở trong KV. Nhưng mà tích những cái tập mở này đây sẽ là nó định nghĩa nó là tập mở trong cái tích của KV. Nhưng do là K là trụ mật trong cái này do bị theo các tim cho nên là tiếp theo ta mở rộng một chút lên nhóm lũy đơn mà giao hoán thôi, chứ không tiếp là số mũ p được chưa? Thì trước là ta xét cái phần gọi là phần phân giã lớn nhất của g, thì ta biết rằng là có cái dãy khớp như này. Thì bởi vì là gs là nhóm phân giã trên trường k thì do đó nó phân giã ở trên mọi cái trường l ở trường k, thì do đó chúng ta có cái đố đường mà không và lũ đường bậc 2 của nó cũng là bậc 0. Nhưng từ đây ta sẽ có là lũ đường gamma của G ở trên ngoại trường L cũng đảm đối nhóm đường gamma của G trên GS. Thì ta biết rằng cái nhóm này thì chính là nhóm cao quần với định lý của Tits. Nhưng mà trong trường này ta đưa về nhóm cao quần H. Nếu như H mà có cái số mũ P thì ta quay ngược lại với bổ đề 2. Còn nếu không thì chúng ta lại có một cái dãy sải. Nên cái nhóm đặc trưng mà sao cho là mỗi cái thương tương ứng là một nhóm giao hoán mà có số mũ P và là cao uốn. Và do đó thì sau đó ta phải áp dụng cái quy nạp theo cái độ dài N của cái dãy. Thế đây là cái phương pháp mà nói chung là đưa về những cái phần cơ bản nhất của trong nhóm lũy đơn. Để cái phương pháp này là chủ đạo. Vâng. S là tất cả. Không, S là một tập là hữu hạn. Hữu hạn luôn. Vâng. Vâng. Vậy là S là đây, trong cái định lý của mình là hữu hạn. S hữu hạn. Đưa ta chứng minh định lý 1 thì ta sẽ dùng cái quy nạp theo cái độ dài của cái dãy giải CI của G. Thì cái phần cuối cùng ở đây sẽ là khi mà lấy cái giao hoán tử với lại g thì ta có cái phần tử là tổng thừa, đúng không? Như vậy đây là cái nhóm nằm trong tâm xác định trên k của g và với cái độ dài là kém độ dài của g. Với theo giả thiết với giả sử như là theo dãy quy nạp thì là cái định lý của chúng ta là đúng cho nhóm k và cái nhóm thương g trên k. Thì ta sử dụng yếu tố là gì? Tức là đây là G, K là nhóm giao hoán lũy đơn. Do đó là khi đối đường đường bậc 2 của nó là tầm thường. Để có thể chứng minh được. Thì tương tự thì nếu mà ta xoắn bởi một cái đối xích nào đó thì nó vẫn là một cái nhóm giao hoán. Thì cái trích giao hoán thì không thay đổi nếu mà ta xoắn. Nó chỉ là thay đổi cái gọi là tác động gamma của nó. Đó là ở trên nhóm đó.
và sau đó thì dạ đúng rồi, thế là đây là đúng cho với mọi cái lực đổi nhóm như đơn bất kỳ giọng nào, giọng nào trường bất kỳ trên mọi trường. Thực ra thì với đồ đề xe thì ông ấy cho trường là smooth, nhưng mà trước đấy thì sau đó thì cũng nhiều người chứng minh là cái là nói chung là có thể là cái như là cái folklore chứ không, không biết là chính xác là ai chứng minh đầu tiên, cũng có thể lúc mà chúng tôi làm cái này thì cũng không tìm ra là ai nói cái này là cho trường lực lượng đó tổng quát. Còn xe thì nhắc đến trong cái bài tập của mình nếu như ca là phải trơn, ông chỉ xét trơn trong cái quyển Cung Roger Valazia. Thì chứng chứng minh cái này thì ý tưởng cũng có lại đưa về Devisage, tức là để đưa về cái giấy giải. À, thì cũng lại đưa về, tức là bây giờ phân tách ra là cái phần infinitesimal, tức là cái nhóm mà lực lượng nhóm mà có cái spot mà một một phần tử infinitesimal cũng như thường của Frobenius. Trơn thì mình lại phân tách ra thành cái FP, những cái dạng của FP và những dạng của GA. GA thì lại đưa về KP. Thế nên người ta lấy chứng minh về KP. Vâng. Ví dụ như trong trơn thì đưa về KP. Ví dụ như ta báo cái dẫn khớp là công nhân. Thế thì cái dãy đối với một là tương ứng ta sẽ có nhà là H1. Cái này tôi không biết. Đưa trường GM. Dùng GM. Thế cái này mà không, cái này mà không. Mấy cái này thì bất chính luôn. Ở đấy trong trường là đưa về KP, còn tổng quát hơn thì mình sẽ là có những cái dãy giảm rồi những cái mà sao cho thương liên tiếp hoặc là đảm cấu những cái kiểu KP hoặc là cái chữa là gì. Thế thì nó khác là cái gọi là phương pháp chung để chúng ta được gọi là giã cái nhóm rồi ra những thành phần của lớn đơn giản và sau đó thì chứng minh được cho từng phần và sau đó thì tham dự. Thì ở đây ta có một cái kết quả nó cũng gọi là bổ sung cho cái phần này, tức là trong trường là nếu mà g là cái lực đường nhóm lũy đơn nào đó trên trường k và s là tập hữu hạn tại định giá thời gian. Thế thì cái ánh sáng dị phương hóa này là có ảnh của trung mật ở trong cái tích này đối với lại một cái topo tự nhiên nào đó ở trong cái trên cái tập những cái đối đồng điều mục một này. Thì cái đối đồng điều mục một này là trong trường thông hán thì như sharks là đưa ra cái topo
Thì đây chúng tôi trong cái một cái đó, thì giải báo của tôi bác và tôi thì chúng tôi định nghĩa mục đích của phát, đồng thời là chứng minh rằng là nếu trong trường là nó nhóm g suốt này thì cái tobo tự nhiên này nó là rời rạc. Thế thì nếu mà dùng cái định lý này, chúng ta thấy rằng này, cái này nếu mà ảnh ở đây nó là trùng mật và cái này rời rạc thì đương nhiên lúc đó nó sẽ là tàn ảnh. Một cái định lý hai là cái cũng khá tổng quát chúng ta sẽ dùng sau này, đó là chỉ là liên quan đến cái kết quả của Westerler và Sanchez trong trường hợp nằm trơn. Thì cái này cũng trong khi quá trình làm thì cái này xuất hiện tự nhiên thì cũng có một số tác giả cũng đồng thời cũng thấy cái này. Thì quan kết quả nó nói rằng là nếu như g là cái lượng đường nhóm affin sẽ trình trường cao và u là cái đường nhóm affin lũy đơn chuẩn tắc. Thế thì cái cố xạ ánh xạ từ cái đối lưu đồ phẳng của g lên cái vào cái đối lưu phẳng của g chân u là một cái tòa ảnh. Nhưng trong trường hợp là trường hoàn thiện thì nếu như g là cái lượng đường nhóm lý đơn và g không cái hiệu đó là cái thành phần liên thông, cái thành phần chứa đơn vị của nhóm g, thì cái ánh xạ này là sao ánh. Thế đây là cái định lý. Bây giờ sẽ liên quan đến cái ví dụ mà anh Châu có yêu cầu là liên quan đến cái nhóm lý đơn và sao cho là đối ngủ nó ra nó là buồn. Khi là giả sử chúng ta có một cái trường không hoàn thiện K và số P và V là một cái định giá không tổng thường, định giá rời rạc không tổng thường, và G là cái nhóm lý đơn do hoán được cho bởi cái P là thức P như thế này với phần chính là được cho bởi như thế này C1T1T1 và CRTR1T1R và ta ký hiệu M là cái số nhỏ nhất trong tất cả các số số mũ M1 M2 M3 và rộng lớn bằng 1. Bây giờ giả sử rằng là cái định giá của các hệ số C1 và CR là khác nhau không mũ P mũ M và R là cái số biến này là nhỏ hơn P mũ M, thì khi đó là cơ đồ ứng điều Galois của G là 1. Thì một hệ quả kéo theo sẽ là gì? Tức là ta sẽ có là với những cái trường K như ở trên thì với bộ N thì luôn có một cái K dạng mà là uốn của cái lũy thừa của nhóm cộng bậc N sao cho là đối đường ra làm nó là bộ. Và vậy người ta chọn R, xuống đây là chỗ này N. Người ta chọn R là N cộng 1 và chọn P cũng M sau khi ta chọn M đủ lớn. Và ta chọn CI là các số phần tử, là những phần tử khác không của chúng ta sao cho là những định giá của tất cả phần tử này là khác nhau theo modulo P cũng M. Và ta chọn một cái đa thức P đa thức tách nào đó, nghĩa là sao cho là cái phần chính của nó là được cho bởi như thế này. Dạ. Xong. Không, cái này nó không phải tách. Tách là nó phải có như lý thường 1, bậc 1.
Thì khi đó thì với mọi cái bộ của A1, AR nằm trong cam R mà phải tất cả là bằng 0 thì ta sẽ có cái điều như thế này, là cái định giá của cái giá trị của cái đa thức của cái phần chính của P mà tại các điểm tại điểm A1, AR này thì sẽ là bằng một cái định giá của một cái lớn thức nào đó tại G, cái G nào đó. Như vậy là nó là một cái định giá vô hạn. Thì như vậy là ta thấy rằng là nếu như không phải tất cả phần tử AI là mà không thì cái phần chính nó không không trừ tiêu. Vậy theo cái định lý Limits ta thấy rằng đây là nhóm các lý đơn uốn. Và ứng dụng theo cái định lý này thì là cái đố điều của nó là vô hạn. Thực ra thì một cái chỉ tiêu cụ thể thì nó luôn luôn phụ thuộc vào cái trường cao. Đấy là nguyên nhân. Vâng, tức là tôi đối của các đây là đương nhiên là không hoàn thiện rồi. Vâng. Thì ở đây là ta có biết là sao cho là có một cái định giá không rời rạc, định giá rời rạc không tầm thường. Thì có thể là những cái nhóm này rất nhiều. Thì có thể đây là còn cái tiêu chuẩn cụ thể, tức là nó tức là điều kiện đủ thôi. Cho mình cái gọi là cái tiêu chuẩn tương đương thì đây 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 là một cái chỉ tiêu, tức là xét phần chính của cái đa thức này, của P đa thức, tức là nếu giả sử G được trong với P, người ta xét phần chính và xét định giá của những cái hệ số tử tâm đấy. Vâng. Đây phần chính này này, tức là được phải là gì? Đây. Thì P là cái P đa thức với lại R biến và nó được cho về tổng cái đa thức đơn này. Mỗi cái này là đa thức một biến, cũng là P đa thức, là tổng cái lũy thừa mũ P của T. Không có. Thì theo lúc đó sẽ không phải là cái cấu sản không phải đồ cấu. Tôi bắt buộc phải là tách ra. Cho nên mà nào đó thì nghiên cứu cái này nó phải tương đối là ít ra nó dễ hơn một cái đa thức tổng quát bất kỳ. Để cho nó tách hoàn toàn ra tổng cái đa thức phổ biến này. Tuy vậy thì nó vẫn rất là khó. Được rồi. Nhưng mà cái số biến thì nói chung là vẫn là như thế đó. Số biến thì vẫn như thế, có thể đổi biến là thoải mái. Đổi biến thì xong nó vẫn làm ra các kiểu này. Vâng. Không đổi biến tùy tùy cái đổi biến đó. Không đổi biến tùy. Vâng, đổi biến thì hoàn toàn như đây là. Mm-hmm.
Thế nên là cái để ý mà nói chung là khá tổng quát, thì cái này áp dụng trong trường là câu hỏi của anh Châu, tức là trong trường là cái trường mà chỗ lo lắng ở trên cái báo đại số của trường quốc hạ. Một cái hệ quả khác là thế này, vẫn như cái trường ca như ở trong cái định lý của ta, thế thì cái đối đồng điều của một của mọi cái nhóm của lượt đồ nhóm lữ đơn mà xuất chiều không, mà không tầm thường thì luôn là quả. Đấy, như vậy đây là chúng ta không cần chọn cái hệ số nào đó giả thức p nào này, nhưng ở đây là số chiều không này thì ta phải khẳng định nó là vô hạn rồi, nghĩa là nó không tầm thường. Thì ở đây thì để chứng minh thì chúng ta xét một số trường đơn giản nhất, và chúng ta sau đó là dùng cái dễ dàng để đưa về những cái nhóm đơn giản mà ta đã xét. Thì trường đầu tiên thì đó là cái nhóm được xác định bởi hạt nhân của thế này, tức là cái nhóm alpha b r. Thì k là trường không hoàn thiện, thế thì ta có thể chọn cái phần tử a y khắc không sao cho là cái định giá của nó là khắc không trong mũ v đang giảm dần. Thế thì do cái thế trận này thì ta sẽ thấy rằng là cái hiệu an trừ am là không phải lý thừa nằm trong k mũ v. Thì là nếu mà ta lấy là sự nó nằm trong KPR thì định giá của nó thì sẽ phải chia cho B. Như định giá của cái hiệu này thì sẽ là bằng min. Thì có thể là nếu mà lớn nhỏ hơn M thì định giá của hiệu này chính bằng định giá của AM. Còn theo cách chọn này thì là không chia cho B. Như vậy thấy rằng tất cả cái phần tử này là không nằm trong một lớp là cam cho bên R, và sau đó thì đúng điều này vô hạn. Tiếp theo là ta xét cái ca dạng của cái lũy thừa của cái trường FP. Thì sau khi đổi biến thì K là không phân, K không phải hoàn thiện cho nó, nó phải được thì ở đây là ta có thể viết là k như là hạt nhân của p, với p là cái p đa thức nào đó. Thì sau khi đổi biến thì ta có thể giải thiết rằng là cái phần chính của nó thì được vẫn được cho bởi t trên p r. Thì do đó thì chúng ta lại lập luận như là trong cái trường. Quy trường tiếp theo là g là một cái nhóm lý đơn chơn ở số chiều không. Thế thì bây giờ chúng ta dùng cái thủ thuật là phân giã cái nhóm g, giã cái nhóm g này ra thành những phần nhỏ để sao cho là mỗi cái phương tương ứng là đẳng tố với lại những cái ca dạng nào đó của FP lý thừa, lý thừa FP. Và sau đó lại đưa về trường hai. Đồng thời chúng ta dùng cái chất phản ánh của cái đối đồng điều. Anh Thắng xem của em sao cái screen share nó bị tắt vậy? Không hiểu. Có lẽ tôi bấm cái gì đó nhỉ? Và cuối cùng là trường là g không phải là trơn, bởi vì là g có số chiều không, cho nên là hoặc là g là
không học không ai. Ok. Ở đây là cái kết quả là liên quan đến cái vấn đề này anh Châu đặt ra. Về K là cái trường cái chuỗi log răng và cái hệ số ở trong cái bao răng hệ số của trường quốc hạng. Thế thì thì lúc đó tồn tại một cái K dạng của cái lý thừa của nhóm công tính trơn nhưng không trơn trong nhóm. You are now unmuted. Alo. Mọi người nghe rõ không? Đấy, như vậy là cái tác dụng trong trường ở đây là chúng có cái trường K của chúng ta là trường không hoàn thiện và có một cái định giá dời dạc chính xác ở đây liên quan đến cái biến t này tầm thường. Như vậy là ta có thể áp dụng được cái định lý phân hạ đây ở trường này tìm ra trong trường cái hệ quả này. Tuy nhiên đây chỉ là một cái định lý đủ còn cái đấy mà gọi là tiêu chuẩn tương đương như anh Châu nói thì có lẽ theo tôi biết thì hiện giờ chưa có mà chúng ta cũng chưa có cái kết quả trong trường đặc biệt để cho ta biết khi nào là đối biểu nó hữu hạn hay vô hạn hoặc trong trường nó liên quan đến số chiều. Thì ở đây là cái trường K của chúng ta là trường C1 mà có số chiều không vượt quá 1. Thì trong cái bài giảng Hải Châu lần trước nó nói là như vậy là mọi cái nhóm liên thông liên thông tiếp cho trường này là có đủ đủ nó là tầm thường hết. Đấy, tuy nhiên thì nhưng mà sự tương phản thì nhóm đấu đều gala của cái nhóm liên đơn này có thể vô hạn. Thì trong trường như này thì có một cái kết quả liên quan là như này là cho cái nhóm cũng khá gần với lại nhóm reductive là cái nhóm nó giải reductive có nghĩa là cái căn lý đơn mà xác định trên ta của cái nhóm này là tầm thường. Thì bình thường cái căn lý đơn có thể không xác định trên ta nhưng mà người ta xét những cái nhóm căn lý đơn mà xác định trên ta thôi tầm thường. Còn những tuy nhiên là nếu mà căn lý đơn tầm thường thì căn lý đơn xác định trên ta tầm thường nhưng thì được là dạng trên lắm thì cái nhóm này là có thể rộng hơn cái lớp nhóm tiếp. Thì nếu như cái nhóm này là được sinh bởi cái xuyến tự đẳng của nó thì tôi vừa chứng minh rằng là cái đối lượng cao đoàn nó vô hạn với những cái trường mà là một dạng mẫu đại số của cái trường FPT thì trường chuỗi log răng này hoặc là những bao điều đỉnh. Thì chứng minh của cái định lý 3 ban đấy thì dựng trên một số cái bộ đề như thế này. Bộ đề đầu tiên là như này, tức là K là cái trường không hoàn thiện như ban đầu, V là cái định giá không dời dạc, định giá dời dạc không tầm thường và P là cái đa thức R biến cộng tính P đa thức với cái phần chính để cho bởi như này và tổng tận cái phần đối thức cao nhất có thể. Bây giờ giả sử cái định giá của mỗi cái phần chính này, mỗi cái phần đơn thức cao nhất này, đây chính là định giá của phần đơn thức. Khi mà A1, AR chạy trên K là tất cả cái định giá này nó khác nhau nếu như là trúng hữu hạn. Nó khác là gì? Tức là trừ khi là nó mà không thì còn lại thì là hữu hạn. Thì tất cả những cái mà giá trị này có thể là
đã khác nhau. Tuy nhiên nó chỉ là đếm được thôi, là chạy trên Z. Thì đó là khẳng định rằng là sẽ có một cái hàm số C0 để sao cho là cái định giá của cái đa thức tại cái mỗi cái điểm A1, A0 mà nhỏ bằng C0 ấy. Thế thì cái định giá của nó sẽ bằng luôn định giá của một cái phần của cái đa thức tám nhất nào đó. Thì cái này mang tính kỹ thuật, tức là để chứng minh cái, để đánh giá được cái định giá của cái đa thức về đa thức. Thì như tưởng để chứng minh dùng quy nạp theo cái số biến này thì cái tính toán nó rất là phức tạp cho tôi. Thì người ta sẽ dùng cái bộ đề này để chứng minh cái định lý của chúng ta. Thì nhớ lại rằng là cái định lý nó là như này, tức là K là trường hoàn thiện và G là cái nhóm lũy đơn giao hoán được cho được cây đa thức, nên được như này là nếu M là cái số mũ bé nhất ở đây có thể, và tất cả cái định giá của cái hệ số của các đơn thức cao nhất là khác nhau theo mũ P mũ M, đồng từ cái số biến là nhỏ so với P mũ M. Thế thì cái đúng điều ra là đúng không? Thế bây giờ chúng ta xét cái hệ số, những cái hệ số của cái đơn thức cao nhất, thì ta biết rằng tất cả đều là khác nhau theo mũ P mũ M. Và do đó thì tại mỗi cái giá trị AI nằm trong K thì tất cả những giá trị là khác nhau đôi một. Tất nhiên với điều kiện hữu hạn, tất cả là khác nhau. Vì M là cái giá trị nhỏ nhất của trong trong hàng AI. Vì ta cố định một cái hằng số C0 ở trong cái bộ đề phía trên đã có. Thế thì ta thực bỏ có tất cả các R số, R cái giá định giá V1, V1, R. Mà theo giả thiết là R là nhỏ hơn P mũ M. Thế cho nên là sẽ có một số L nào đó nằm giữa 0 và P mũ M, của sao cho là định giá của VCI là không đồng dư với L thân mũ P mũ M. Đấy là cái chúng ta đang dùng điều kiện R nhỏ hơn P mũ M đây. Thì nó khẳng định rằng là nếu mà định giá của A mà không vượt quá C0, và sao cho là cái định giá của nó đồng dư với L tâm mũ P mũ M, thì khẳng định là A sẽ không nằm trong bên ảnh của P. Mỗi giả định giả sử ngược lại, nếu như A nằm trong ảnh của P, cụ thể là A sẽ bằng P của A1 R nào đó, thế thì theo cách chọn của ta, PA nào là cái định giá của A không vượt quá C0, nên chúng ta có cái này, và do đó theo bộ đề 4 tất cả những cái điều kiện đều thỏa mãn của đề 4, và do đó cái định giá của cái giá trị của đa thức tại A1 R sẽ bằng cái định giá của tại một cái đơn thức cao nhất nào đó về trị. Nhưng theo cách chọn của ta thì VA thì đồng dư L tâm mũ P mũ M, và bằng cách chọn của mình thì là VCI không đồng dư L tâm mũ P mũ M, nó dẫn đến vô lý. Do đó thì với điều kiện A mà nhỏ định giá không bằng C0 và định giá của nó đồng dư L mũ M thì A không nằm trong ảnh của P. Từ ta sẽ xét dãy giảm dần theo định giá những phân tử bi nằm trong K, và sau cho định giá là đồng dư với L mũ M. Thế thì với M và nhỏ N nhỏ M, thì ký hiệu này định giá này sẽ bằng V của B mà. Bởi vì là theo cái chọn này, và theo cái chọn V này thì đây là đồng, tất cả đều đồng dư theo L mũ M. Và theo trên thì ta thấy là cái hiệu này không nằm trong ảnh của V. Vậy chúng ta sẽ có một cái vô hạn các phần tử mà trong các lớp phân đường nó cho P sau ảnh của P là khác nhau, như vậy là cái nhóm tương này vô hạn, và nhóm tương này không gì khác chính là H1 của G, còn G là K của P. Thì tiếp theo chúng ta có một cái mở rộng
cũng chưa phải mở rộng mà chính là một cái tiêu chuẩn cho sự đặc biệt. Tức là khi mà số chiều của cái nhóm G cho ta là tương đối nhỏ so với P. Để cho ta có cái định nghĩa thế này, tức là một nhóm ở một cái trường K đặt số P được gọi là thỏa mãn cái điều kiện sao với một trường phần tử T cho K, nếu như là các phần tử 1 T cho nên T P trừ 1 là tạo nên cái cơ sở của K ở trên K với P. Và nói riêng ra là ta có là cái số chiều của K trên KP là bằng P. Coi như là K là không gian vector hay là mở rộng, bậc mở rộng của K trên KP là bằng P. Thế ví dụ là chúng ta có những cái trường thỏa mãn chiếc sao này, những trường kiểu như này. Tức là ta mở rộng trường hệ số thôi. F là một cái trường nào đó nằm giữa KP và bao đóng hệ số của nó. Thì tất cả những trường này đều thỏa mãn chất T, chiếc sao. Khi ta có cái khẳng định như này, nếu K là một cái trường, là một cái mở rộng đại số của một cái trường hàm địa phương là số P mà thỏa mãn điều kiện sao. Ví dụ như mọi cái trường hàm đại số P là có là FPT thì cũng là thỏa mãn điều kiện sao. Và kèm đối với là được chọn với kèm theo một cái định giá dễ dàng và thỏa mãn điều kiện nha. Thì khi đó những điều kiện, những điều khẳng định sau đây tương đương. Thì đối với G là một nhóm lý đơn mà số chiều N là nhỏ hơn P trừ 1. Thì có những điều kiện, điều kiện đầu tiên là G là K phân giã. Điều kiện thứ hai là đúng điều là tầm thường. Và điều kiện thứ ba là đúng điều là hữu hạn. Thế thì cả ba điều kiện này là tương đương. Chứng minh thì dựa trên một số cái bổ đề như sau. Cái bổ đề đầu tiên là của Van Hendrix và Pullman. Danh thắng với Van Hendrix. Hôm nay chúng ta đi vào mô hình. Cái khẳng định nói rằng là nếu như là K như là ở trong cái định lý 4 của chúng ta, còn P là cái P đa thức trong R biến hệ số trong K và S là ảnh của P, thì khi đó tồn tại những cái P đa thức một biến để sao cho là cái ảnh này thì chính là tổng của cái ảnh của cái các P đa thức đầu một trong trường hợp đối tượng là điều đầu tiên. Điều thứ hai là gì? Tất cả những đa thức này là có cùng một bậc, có thể có dạng là P mu nguy nào đó, và số mu nguy nào đó. Điều thứ ba là tất cả những hệ số cao nhất lý y của tất cả các đa thức GI này là có định giá là đôi một khác nhau và nằm trong giải từ không chuyển đến từ chủ một. Và đây là P mu nguy. Thì họ chứng minh rằng nếu trong trường là G là nhóm người ta là uẩn, có thể là nói khác là cái đa thức, cái phần chính của này là không chỉ tiêu trên ở trên cái không gian K với R trừ đi mức độ, thì người ta có thể lấy luôn rằng là cái nguy này chính là P mũ nguy, chính là cái cực đại trong tất cả P mũ MI trong cái phần chính này, đấy, phần cực đại. Còn S này, này số cái đa thức này thì chính là bằng cái số được cho bởi cái tổng như này. Thì đây là cái phần cực đại P mi, cho nên mỗi cái phong phong số này cũng là lũy thừa của P nào đó, đây tổng lũy thừa của P. Chúng ta cần cái bổ đề sau đây nữa, tức là với K là thị trường ở trong định lý 4 và thực sự G được là cái K được là K nhóm lý đơn cụ ấn giao hoàn và được cho bởi cái P đa thức tách ở R biến với cái phần chính là cho bởi cái này. Thỏa mãn điều kiện là tổng
hình dạng của P với thừa cũng em với Y là nó một. Thế thì khi đó ta có thì khả định rằng là đối tượng ra của G là 1. Thì bây giờ để chứng minh cái bổ đề này ta dùng bổ đề 5. Để chứ ta chọn cái đa thức GY. Ta cho là với cái hệ số cao nhất là VY mà tổng và ta sao cho là cái bậc là bậc cao nhất luôn. Để ta giải thiết là nó là nhóm G chúng ta là U là 4. Cho nên là cái phần chính là không triệt tiêu và do đó là ta phải chọn được như thế này. Và S là cái tổng cái D nên là phần đề nào trên số MY. Thì do mục tiêu mới là nhóm 1, tổng là nhóm 1, sau đó là khi nhân D vào đây sẽ nhóm D, với S nhóm D. Người ta xét cái đa thức, P đa thức này. Thế là cái G mỗi là mỗi biến chúng ta đổi một biến mới, mỗi G Y là có cái biến Z Y mới. Và đây là đa, P đa thức với cái phần chính để cho về này. Ta giải thiết đối với cái bậc cao nhất của G chính là P mũ M, còn hệ số cao nhất chính là V, cho nên phần chính chính là bậc này. Thì theo cái bổ này năm thì tất cả những giá của V hệ số cao nhất này nằm trong từ 0 đến 1 là khác nhau. Và sau đó tất cả các giá trị mà đây chính không gì khác chính là định giá tại cái đơn thức cao nhất. Khi G sinh hạn từ 1 đến S, tại cái đơn thức cao nhất ở đây cũng là khác nhau. Và do là cái S là nhóm D cho nên là sẽ có một cái số L nằm từ 0 trên D trừ 1 sao cho là định giá của cái G là khác L. Thế thì những điều kiện của bổ đề 4 là chúng ta vẫn đang nói là biểu tổng án và sau đó là có một cái hàm số C0 sao cho là thế mà giá trị của đa thức F tại cái điểm A1AR có định giá nhỏ không vượt quá C0 thế cái định giá đấy sẽ bằng luôn là định giá tại cái đa thức cao nhất của nó. Từ đây suy ra là cũng như dùng một cái lập luận giống như ban ấy là với cái gì một cái phân tử nằm trong K bất kỳ mà sao cho định giá mà không vượt qua C0 mà đồng dư với L ta mu P với L thì chắc chắn là cái gì cũng nằm trong hạng của P. Vậy từ đây suy ra là cái đối đồng điều của L sẽ là 1. Thứ tiếp theo ta sẽ chứng minh cái định lý 4, tức là những cái điều kiện tương đương 1 và 3 là nếu như số chiều của G không vượt qua P trừ 1 nhỏ hơn P trừ 1 và K là trường thỏa mãn điều kiện sao với điều kiện như thế này, thế thì lúc đó là ta có là 3 điều kiện này tương đương. Thì rõ ràng là 1 suy ra 2, nếu như K là tầm thường thì đối điều của nó tầm thường. 2 suy ra 3, nếu như là 1 như 1 và chúng ta chuyển trên như là 3 suy ra 1. Thế chứng nhất là chúng ta có cái bước bổ trợ như sau. Thì nếu như G là một cái nhóm lũy đơn giao hoán cao uốn và số mũ P thì đối điều của nó sẽ là 1. Thì trong trường chúng ta thì G được cho bởi cái đa thức R biến, cho nên là số chiều của nó R trừ 1 sẽ nhỏ từ trừ 1. Như vậy từ đây suy là R nhóm T, và do R nhóm T thì ta sẽ có là cái tổng này sẽ là nhóm 1. Và ta dùng cái bộ đề phía trên, bộ đề vừa chứng minh xong là cái tổng này nhóm 1. Khi người ta có là khi được khẳng định là đúng điều của R vô hạn.
Để chúng ta mở rộng một chút, tức là chỉ cần giả sử là cờ là luyện đơn, do hoán và cao uốn, không nhất thiết là số mũ P. Thì ta lại dùng cái thủ thuật là ta giã cái nhóm G này ra và xét cái dễ dàng này và sao cho mỗi tiết thương tương ứng sẽ là do hoán, cao uốn và có số mũ P. Và dùng cái gỗ hồng điều dễ dàng để hồng điều là ta sẽ có cái. Trường tiếp theo là giả sử K, giữ G là cao uốn. Thì chúng ta có thể giả sử G không phải là song hoán, thì song hoán sẽ được trường 2. Và ta lại xét cái dễ dàng như này, và sau cho mỗi cái thương này là song hoán, cao uốn và có số bút lên. Và ta lúc này ta xét cái thương của G trên G1. Từ đó thì ta sử dụng cái chất là toàn ánh của cái ánh sáng của đuôi một đường này. Và sau đó thì dùng đi giải thiết ở trên G trên G1 thì vô hạn ở đây. Bước tiếp theo là G không phải là phân giá và thỏa mãn cái điều kiện ở phía trên, chúng ta chú trường hoặc quy trường 1 thì đủ điều là vô hạn. Thế thì có một cái nhóm con vô cùng bé chuẩn tắc sao cho là thương của G sẽ là trơn, và do cái này là dạng là toàn ánh thì chúng ta lại dùng một cách đấy, chúng ta đưa về trường hợp là G là trơn, G là trơn. Bây giờ sử là nếu mà G không số hoán thì ta lại dùng cái tập chế toàn ánh của G chia cho G trên G không, do đó đưa trường hợp của G do hoán, rồi sau đó lại thương cho cái phần phân giãn cực đại của G, rồi đưa trường là cao uốn, và xong sau đó dùng bút giá, thì hoàn toàn là cái ý tưởng hoàn toàn tương tự. Và cuối cùng là để chứng minh cái phần cuối cùng của định lý, tức là từ ba suy ra một, thì nếu như giả sử G không phải là ca phân giãn, thế thì theo bước 4 thì là đố điều của nó là vô hạn. Đây là kết thúc chương trình của mình. Và tôi xin lỗi mọi người là hôm nay là kéo dài hơn quá. Thì tôi có một cái phần ở đây, cái xin thế. Câu hỏi biết bây giờ tôi sẽ có cái một kết quả gọi là bổ trợ. Hay là cũng bổ trợ cho định lý 4. Trong trường siêu của P số 1 thì ta có cái tính chất là đồng thời là cái mà yêu cầu của Châu, tức là nhóm lý đơn mà đối điều của nó vô hạn, không tầm thường thì vô hạn, bật định vô hạn chúng ta có rồi, còn đây là vô hạn. Như là số 2 chẳng hạn thì cái nhóm P này thì đa sức P này cho ta cái nhóm G là cái P là khoảng tính chất là đối điều nó bằng 2. Còn đối P lớn 2 thì chúng ta có 2 tiểu P là một cái P đa thức để cho bởi cái này, còn P là đa thức cho bởi cái này. Thế thì trong trường đầu tiên, trường thứ 2 thì đối điều của nó là có P phân tử. Tuy nhiên là có một cái giả thiết tuy nhiên thường được quyết để tính được cái hữu hạn không là khó rồi, còn hữu hạn bằng bao nhiêu không biết. Thế thì có một cái giả thuyết là nếu là hữu hạn thì luôn luôn nó có một số chi cho P và tốt nhất là lũy thủ P. Nhưng tôi chỉ biết là nó là chứng minh cái giả thuyết. Trong trường 3 thì nó có 2 trường hợp. Nếu như là G được cho bởi cái giả thức mà với trong cái trường K sẽ lỗi. Là K là cái mở rộng mà bậc của nó trên FPT trong cái trường trung số với Laurent là lẻ thì đúng điều nó là tầm thường, còn nếu là cái bậc nó là chẵn thì đúng điều sẽ có P tầm thường. Thì trong trường cái trường là chuỗi lo răng là trên cái bao đóng điện số của FPT thì cho nó là trong trường này, thì ở đây cái bậc này chúng ta phải hiểu nó là cái bậc gọi là số siêu hạn,
tức là tích tất cả những cái bậc hữu hạn của mở rộng nằm trong giữa K và FPT. Thì trong trường này nó chẵn thì và do đó thì nó là có số phần tử FPT. Chẳng thấy có theo nghĩa thế này, tức là chúng ta có một cái dãy các số tự nhiên chúng ta nhân lại thì có thể số mũ với số nguyên tố sẽ là có thể vô hạn hoặc không, thì chúng ta vẫn xét như một số gọi là số siêu hạn theo định nghĩa của xem số siêu tự nhiên, siêu tự nhiên supernatural, số siêu tự nhiên thì con số mũ có thể vô hạn tùy. Thế thì cái này có nghĩa là hai sẽ xuất hiện ở đâu đó trên cái mặt bằng. Tức là có cái đấy chính là cái cũng là cái bài toán mà như này, tức là có một cái phải về lịch sử một chút, tức là có một cái giấy gọi là giấy địa phương toàn cục của Kessel và Tate, tức là cho ra cái trong trường mà ta xem cho trường được các lý tích và thích mở rộng cho cái đạp đạp Aden Quốc Kỳ, thì có cái dạy khớp vừa nối toàn cục vừa địa phương và toàn cục, đồng thời là một nhân kiểu như nhóm Ted Shabarit, còn có nhóm phía bên kia thì là cái liên quan đến đạp đạp Abanese gì đó. Thì trong trường mở rộng tương tự cho nhóm đại số tuyến tính bất kỳ trên trường số thì đó là một cái kết quả chính của một trong cái bài chính của Sanskrit trong là rất nổi tiếng. Cái mà tôi muốn làm sau này tức là mở rộng cho đặc số P như thế nào, thì có nhiều vấn đề đặc số P nó đặc số không không mở rộng thêm đặc số P được, thì phải làm chút thì phải giới hạn lại là trong trường là nhóm là reductive liên thông, thì có một cái dãy khớp như thế, mà chính cái dãy khớp này chính liên quan đến cái dãy khớp của Kurvitz. Một đầu là cái nhóm AG, tức là nhóm anh Châu nhớ là cái nhóm P0 với lại cái đối gấu là Lagrange, thì cái là cái nhóm AG tôi biết rồi, thì đấy chính là cái dãy mà thực ra là nó tương đương liên đều liên quan cái nhóm cái dãy của Kertész-Samte hay của Sanskrit mà mới giờ mở rộng bởi Vasensky. Vasilevsky, tức là ông mất rồi. Vasilevsky là học trò của Manin. Nhưng ông này làm cho xuyến thôi, làm cho xuyến và sau đó thì sắp xếp làm cho một cái nhóm đại số tuyến tính liên thông bất kỳ trên trường số. Vâng đấy, chính là cái mà tôi là trong cái bài báo gần đây tôi có để một cái bài toán được mở rộng cho nó không phải là tiếp như là trong đó còn nhóm dữ đơn giải được. Thì cũng rất tình cờ, tức là cách đây khoảng chưa đến một tháng, mấy chục ngày thôi, thì có bài báo của Dolgachev, ông ở Michigan, ông về hưu rồi. Thì ông ấy, từ xưa ông đã làm cái nhóm lũy đơn rồi, cùng với Weisfeller. Thì trong cái bài báo gần đây nhất thì ông lại có đề cập đến cái dãy khớp kiểu như vậy. Và
do ông không nhận ra đó cái chính là sự khác nên cái kiểu như là Casa Sol Tây. Có tính được hoàn toàn tính như theo gọi là chúng là tức là xét một trên đường một cái đường cong trơn đầy đủ tức là xạ ảnh trên cái trường cảm số P thế thì tính được cơn hợp theo như là gọi là cái nhóm chúng ta share rate còn cô cơn hợp cũng phải tính này tính được tính có thể thông qua cái Pika hay Jacobian đó là tôi cũng không chưa chưa biết đọc cái đấy thì tôi không rõ là thực ra nó không nó sẽ không hẳn là cái nhóm tương tự như là nhóm của Kovic đưa ra mà sẽ là nhóm gì đó mặc dù nó còn có cái nhóm ở đó. Thì cái đấy cũng là một cái mà tôi đặt ra trên cái bài toán cuối tuổi báo là mở rộng cái dạy đấy cho cái nhóm không phải là relative. Và trong khi thực ra là người ta đã làm trong trường hợp là mở rộng trên ABN rồi tức là mở rộng trong trường hợp semi-abelian varieties thì có những kết quả một số người như là Samuri với lại Harari. Harari cũng như anh Châu biết. David Harari cũng xoay xuất. Chúng ta nghỉ trưa, bắt đầu bắt đầu.